Xin chào tất cả các bạn đã đến với buổi quay trực tiếp của thẩm mỹ viện Dr. Vẫn Bệnh viện Chợ Rẫy. Hôm nay bên mình vừa thực hiện xong phương pháp phun mài tán bột, thì các bạn cùng mình theo dõi hình ảnh của chị trước và sau khi thực hiện nha. Trước khi thực hiện thì về dáng chân mày của chị đã có lông, nhưng mà dáng mày chưa có được sự hoàn chỉnh. Bên cạnh đó thì chị đã từng phun xăm vài lần. Điều này khiến cho chân mày của chị rỗ đen và xanh. Chính vì thế mà chị đã đến thẩm mỹ viện bên mình và thực hiện phương pháp phun mài tán bột xử lý chân mày cũ nha các bạn. Thì đây là dáng mày của chị sau khi vừa thực hiện xong nha. Với phương pháp này thì đã tạo được cho chị một dáng mày hoàn chỉnh, phù hợp và cân đối với gương mặt của chị. Bên cạnh đó thì đã xử lý được cái màu sắc chân mày của chị luôn nha các bạn. Màu sắc lên tự nhiên, hài hòa và phù hợp với gương mặt của chị hơn nhiều nha các bạn. Dáng chân mày cũng tạo được cái sự tinh tế trên gương mặt nhiều hơn nha. Rất là đẹp và rất là tự nhiên nha. Nhìn rất phù hợp với chị nha các bạn. Thì đây là phương pháp phun mài tán bột. Các bạn đang theo dõi, ai có nhu cầu có thể để lại số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp tới số 0905388576 để gặp bác sĩ Vĩnh, khoa phẫu thuật thẩm mỹ bệnh viện Chợ Rẫy tư vấn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi quay ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở buổi quay sau.